Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc xe sử dụng cho gia đình mình nha. Innova sản xuất năm 2018. Xe này thì mới chạy được 35.000 cây số thôi nha các bạn. Các bạn có thể xem về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe. Thì chiếc xe này bên Huy đã được bộ phận kỹ thuật kiểm tra rất là kỹ về phần ngoại thất cũng như là nội thất và tất cả các tính năng hoạt động của xe. Xe hoạt động rất là tốt và ổn định nha các bạn. Chế độ bảo hành của xe còn đầy đủ, tới 100.000 cây số lận nha các bạn. Cho nên hoàn toàn yên tâm. Đây, tình trạng vỏ xe còn rất là dày. Xe thì đã được chủ xe dán phim cách nhiệt, che mưa, cùng với đó là chén cửa mạ chrome. Chiếc xe này được chủ xe bảo dưỡng rất là đầy đủ nha các bạn. Đó, các bạn hoàn toàn yên tâm về tình trạng động cơ và các chi tiết. Thật sự rất là hiếm trên thị trường có một chiếc xe Innova mà được cái chất lượng cũng như là về cái cây số như chiếc xe Innova này. Xe thì có gắn camera gear ở phía sau. Xe này cực chắc luôn các bạn. Chủ xe đi giữ đậu trong mắt. Tình trạng ngoại thất và nội thất là các bạn có thể xem. Đây tình trạng vỏ ha. Xe chạy được 35.000 cây số nhưng mà vỏ còn rất là mới các bạn. Đây, vỏ theo xe luôn ha. Hệ thống gầm các bạn có thể thấy được cái độ sáng và độ mới của các chi tiết. Rồi mình mời các bạn xem về phần nội thất bên trong. Đây thì các bạn có thể xem những cái chi tiết keo trùng này. Đó. Bên Huy đảm bảo cam kết là còn nguyên bản nha các bạn. Không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Đây. Về ghế, đó, các bạn có thể thấy được cái độ sạch và độ mới của ghế. Cái độ sạch và độ mới của ghế nha. Đó. Chủ xe đi giữ cực kỹ các bạn. Xe chủ yếu là để trong hầm nằm trong mát không à. Đây, phía sau này có cái khay đựng đồ. Đó, các bạn đựng đồ ăn ngồi phía sau vẫn có thể thoải mái. Có chỗ để ly nước luôn. Cái này thì mình đựng được 10kg nha các bạn. Tối đa là 10kg. Rồi xe thì được lót sàn màu đen. Chủ xe còn rất là kỹ bố trí thêm một cái tấm lót chân bằng nhựa ở phía trên luôn các bạn. Rất là kỹ. Mọi chi tiết còn rất là mới. Đây các bạn mà xem chiếc xe này thì mình đảm bảo là các bạn sẽ thích ngay. Vì mọi chi tiết các bạn có thể thấy khá là sáng và sạch sẽ. Xe đối với cái bảng G này thì được bố trí hộp số tự động, điều hòa tự động, đầu DVD, camera gear. Vô lăng thì có bọc vô lăng, rồi tích hợp các phím chức năng điều khiển giọng nói, đàm thoại rảnh tay, điều khiển âm lượng rất là đầy đủ các bạn. Phía trên thì tắp lô thì chủ xe còn bố trí một cái tấm lót cách nhiệt ở phía trên nữa. Đó, các bạn có thể thấy được cái độ mới, độ sáng của các chi tiết. Rồi thì hiện tại là chiếc xe này mang biển số thành phố, cho nên là các anh chị và các bạn nào có hộ khẩu ở thành phố thì không lo phải tốn chi phí thêm 20 triệu về phí biển số. Và đối với chiếc xe này thì bên Huy đang chào bán với giá là 725 triệu nha các bạn. 725 triệu đối với một chiếc xe Innova bản G 2018, chế độ bảo hành đầy đủ. Thì Huy nghĩ đây là một cái giá khá là hợp lý. Cho nên là anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nha. Và Huy xin nhắc lại thì chiếc xe này vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay với lãi suất cực kỳ ưu đãi.
chỉ 5.99% trên năm thôi, và xe vẫn còn đầy đủ các chế độ bảo hành. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.